là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha, nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Khen quá tôi chung qua tôi coi à, nghe từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi, chết cái ông giới thiệu á. Có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Thế rồi chị, em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm. Hả? Bí ẩn lắm, chị cứ giỡn nha. Thấy em mà chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường nó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó, tao không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó, thì chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế. Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, mày đặn, tóc dài. Cô này lạ. Hết không chị? Không hợp. Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không phải lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu nó thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn anh thấy yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nên em coi mặt anh. Dạ, giống tiêu bi thiệt. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có không? Bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 múi, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ẩn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm gì đây? Dạ, do em sợ run quá em quên chị. À, là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo lên để nhắc tuồng nói chuyện đó hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Khen quá, tôi chung qua tôi coi à, nghe từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em là chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời, ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều đúng không? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chảy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi, chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em, do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi phá cách với so với người lớn, cho nên là mẫu người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn? Dạ ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái cho nên cũng chịu em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn nhìn lắm, mình lắm hả? Bí ẩn lắm, chị cứ giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường nó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị?
Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó, để chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi, bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Hôm nay mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Đây, mình hỏi bạn trai xíu sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. Bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc tới năm cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được anh. Tại em là con một á cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đất được rồi, chỗ đất mắc lắm á. Bình Chánh là cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Không có đông vui giống như trời ơi, cũng đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị? Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ nắng nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không phải lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn anh thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha, để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh, vô cái hẻm Long An. Lanh quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp, rồi xin chào bạn. Chào Trần Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều. Thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương. Và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ. Thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng. Có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào. Chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. À, cảm ơn em. Bây giờ mình đi có ai? Dạ hôm nay em đi với ba bà mẹ em. À có ba mẹ luôn, rồi đâu ba mẹ? Dạ chào cô, chào chú. Chào MC Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới, biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu.
giật mình. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là... Đúng hết luôn. Xanh xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em... Thôi, dạ giống tiêu bi thiệt luôn. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn em. Tính em hơi con nít cho nên là... Anh thì cũng hơi già già nên là có thể chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh của em. Anh của em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là... cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn dễ hơn. Dạ. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì. Ba mẹ đều làm giáo viên hết à? Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 anh. Bác dạy lớp mấy vậy bác? Bác ơi, làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy. Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á, nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á. Nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích vấn đề chúng ta sống thế nào thôi, còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được gì hết. À, sẵn cho anh hỏi luôn cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà. Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ cho tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn, rồi mình muốn tự kỷ gì đó mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ, em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi rồi. Suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Chúng ta sẽ có thêm khoảng thời gian để xem phim, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mình nắm tay nhau cái đi. Hùng bằng gái cái đi. Thôi chị. Chúng ta tràn pháo tay chúc mừng hai bạn. Tôi dắt tay đi xem phim nữa các bạn. Mời nhà trai. Con thủy nó sao? Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi ta. Quấn hả? Có trồng qua họng không? Không, không. Quấn 32 tuổi. Ba Tư làm gì Quấn? Dạ, em đi nay em hả? Hay quá. Quê em ở đâu? Dạ, em quê gốc thì ở Hà Nam. Bây giờ em làm ở đâu? Em hiện nay đang công tác ở Bình Dương. À, công tác về công việc gì? Công binh đó hả? Vẫn có lại đúng không? Chương trình bạn hỏi lúc trước có làm mai mối cho rất nhiều bộ đội ở Đồng Nai, Bình Dương, rồi khu vực phía Bắc nữa. À, và lần này là anh đi với tư cách là cá nhân đúng không? À, lúc trước thì bạn mai mối cho cả đại đội. Rồi, Huấn sinh năm 92 ha, quê Hà Nam. Đang làm ở binh chủng hả?
công minh. Tên cũng lạ, tên Luyên. Luyên Thuyên, thế không? Luyên thôi. Luyên thôi. Đứng cái chị Thuyên nhé. Dạ đúng rồi, chăng. Rồi, cô điểm của mình là gì nhé ta? Cô điểm của em thì với công việc thì trong một số thì em cứ nhận là có cái trách nhiệm công việc. Đúng. Vừa rồi mà. Em đi vừa rồi bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm nay em năm thứ 16. 16? Chức vụ là gì? Quân hàm đại lý. Thực ra những chú bộ đội này thì bản thân chính trị và mọi người rất là nhiều anh phải lo gì hết ha. Yên tâm về mặt gọi là lý lịch nha nhà gái. Dạ. Có khuyết điểm gì không chú bộ đội? Dạ, khuyết điểm của em thì nóng tính. Thứ hai là đầu tiên lê được cái đầu tiên cũng hay bỏ bê. Vì là người yêu cũng mệt lắm hết. Đó, lấy chồng bộ đội là phải hy sinh rất là nhiều luôn đó nha, nhà gái. Dạ, nhà gái cũng nghe. Ừ. Rồi, nhà gái gì? Nói về ưu điểm, ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là chắc là vui vẻ, hòa đồng. Hát cũng được được một chút. Mà em được cái là em hay quên lời nên là... hát karaoke thì em hát được, còn hát mà chị em với anh về đội được đó. Dạ. Anh em thì hát là bảo đảm nó có hình mới hát được đó. Không sao, kỳ này là có điện thoại mình đưa lên hát không vấn đề hết trơn á. Vấn đề chỗ bên đây là nãy em thấy bên đây hơi nóng tính chút xíu, mà đâu có nóng tính đâu. Em chắc cũng vậy đó anh, hết rồi ai mình ăn ta. Đó, ai dừng ai chú rồi. Chứ thật ra bộ đội nó nóng tính chứ mấy chú bộ đội nó tính cũng không gì làm lớn chuyện đâu. Đó. Rồi, bây giờ được tình duyên làm sao nè? Dạ, em thì hôm nay em đã để qua có con chưa? Dạ, chưa. Chưa có con. Mình yêu nhau bao nhiêu năm, gặp cưới nhau bao nhiêu năm thì đổ vợ. Cưới nhau bao nhiêu lâu? Cưới nhau được là 5 năm. Nhưng mà tại sao lại đổ vợ? Thì một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Vì thế nên thứ hai nữa là về đó là điều hết sức là quan trọng. Người phụ nữ mà không được chăm sóc, không được gọi là quan tâm đó, thì chắc chắn họ sẽ rất là buồn. Và như em nói nãy, mỗi lần cứ vào công việc là em quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, em không quan tâm đến ai cả. Thì cái này là một cái điểm gọi là điểm trừ rất là lớn. Và nhiều người yêu bộ đội là hy sinh cái điều đó đó. Đó. Và nhà gái. Không hiểu tại sao luôn hả? Dạ. Để tôi coi mặt xem. Gặp để thú vị lắm. Mời. Duyên dáng lắm. Duyên dáng bắn hộp nó em thì em cũng hiểu sao mà em chưa có mối tình nào mà tự tin lắm. Ủa, nhưng mà đó giờ mình có để ý ai không? Thích ai không? Ai không?
định khó lắm đó. Đâu em dễ tính mà. Đó vậy có anh nào của em không? Thì chưa thấy luôn anh, không biết sao. Chưa có cảm giác được cua luôn hả? Dạ đúng rồi. Con nó bấm tay à, bấm tay. Khi nào coi phim mà thấy một cái đôi tình nhân nào mà họ hôn hôn nhau trên phim, em có cảm xúc gì không? cũng có cảm xúc cho anh, cũng thấy vui. Nói chung là thấy người ta hạnh phúc cũng vui. Thích được không? Dạ thích. Thích được không? Thôi, không biết nữa. Không biết nè. Cũng mô cảm xúc chứ. Thật ra nó cái mà em không biết cái gì chứ á. Tức là cái đó là cái khó lắm á. Khó lắm á. Thật ra em người rất là duyên dáng, nhìn cũng hấp dẫn đó. Thấy không? Vậy thì em không hiểu tại sao á. Vậy chứ giờ em thích người sao? Thì sao là đúng của em là sao? Người em thích người sao đó. Thấy người nào mà thích là tưởng tượng nữa xem. Em á, thường thường đó là quan trọng là cái gì hợp á. Hợp là sao hợp? Em thử tưởng tượng có một người nào mà quen biết là thể nó chuyện hợp. Ví dụ em cũng biết nữa, tại vì em thấy mỗi người có câu chuyện riêng, mỗi câu chuyện nó lại có cách trả lời riêng, em cũng biết không ứng được với ai. Thật ra giờ tôi muốn biết gì luôn. Em nói cái chuyện gì mà của người khác giới nói chuyện em không thích, cái tính gì của ta mà em không thích? Tính không chị, ý là em không thích thứ nhất là nói chuyện mà cứ mới hỏi vài câu cái hỏi cái lương hay là hỏi cái làm sao là việc em sống ở ổn không, là hỏi sống ổn không là tao quan tâm đó. Cái vấn đề lương là quan trọng nhất. Đúng rồi, ai gặp đi hỏi lương thì đúng rồi. Mấy người mà hỏi lương em đầu tiên mấy người đó cũng mệt ngộ lắm. Dạ đúng rồi, ngộ nên là thôi bây giờ em sẽ ấy vợ. Bây giờ thôi, hỏi lương nghe, tuyệt đối không được hỏi lương nghe. Thật ra này khó lắm. Bây giờ thôi thì mình cứ hỏi người thân xong mở đạo đúng rồi, đúng rồi, hỏi cái đó đi, thấy không? À, chứ giờ mình không biết sao thì nhận xét dễ hơn. Không gì đi nữa. Em đi với em đi với lại mấy chị đồng nghiệp với bạn à. Đó, hỏi sao? Đây là chính xác hơn. Dạ, chào nhà gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai, chào các bạn trong trường quay, chào khán giả trong trường hình. Em là Hương, đồng nghiệp của Thái Viên. Thì bé Liên nó nói là vậy thôi chứ nó cũng có cảm xúc. Anh đẹp trai lắm anh, đẹp đẹp cái đê lắm chứ không phải là có đâu. Nhưng mà chưa nó ba ai chứ chưa cảm xúc chưa biết sao chứ. Không biết mình yêu như thế nào nữa. Không biết yêu người như thế nào nữa. Không biết ngu thế nào luôn á. Ừ. Không ngu thì... Em biết không? Em biết ngu bạn em không? Dạ, bé Liên thì thích một người theo thêm đánh giá là dũng dạng, nói chuyện giống như bạn nào mà mới vô mà ngồi nói chuyện mà kiểu vui duyên quá là Liên không thích. Nhưng mà thấy bạn trai bên này là chững chạc, nói chuyện cười tốt như nãy giờ. Nhưng mà thì bạn thích chứ không có phải là vậy. Thì bạn làm ở bên quân đội đúng không? Thì không biết là bao lâu bạn được về nhà một lần ha. Thì cái thời gian bạn hẹn hò với Liên thì sẽ như thế nào? Tại vì bạn ở Hồng Dương còn Liên ở thành phố ấy. Bạn thì không có thời gian nhiều thì không hiểu. Em thì nghỉ cũng còn một tuần trước tuần nghỉ. Nếu mà không rơi vào lúc đông chiếm thì cũng còn một tuần trước tuần nghỉ. Phải á, một tuần nghỉ luôn á. À, nghỉ nguyên tuần. Nguyên tuần luôn á. Tức là nghỉ một tuần. À, là hai tuần biết được về một lần đúng không? Dạ, bình thường là đi làm á, còn cái trực là mình tính riêng, trực là cái lương riêng. À, dạ, lương trực là tính riêng. Buổi tối thì thế nào? Năm buổi tối thì ở em, buổi tối là đơn vị đó. Thì trừ cuối tuần mà phải là trừ về nhà. Buổi tối mình có được ra, mình có được đi ra ngoài. Dạ, buổi tối thì cũng ra ngoài nhưng mà ra thì hết là chủ nhật. Tức là sau 9 giờ 30 phút. 7 giờ tới 21 giờ 30. Tình hình đó vậy, tình hình quân đội vậy. Nói chung yêu bộ đội là phải xác định rằng là mình sẽ được hạn chế về thời gian và thậm chí là những cái sở cá nhân của mình. Thậm chí nói anh ơi, tụi người trẻ đơn vị báo động bỏ giờ để đi luôn, đúng không?
công việc đó khó đó, thật ra là nhiệm vụ rất là quan trọng. Từ khi em xin được thủ trưởng, thủ trưởng biết và người ta cho nhà, đúng không? Vụ mà thật ra lệnh báo động rất là quan trọng, có nói để cho nhà gái hiểu được là nhà trai như thế nào. Chị cũng muốn chia sẻ thêm với em về tính cách của Ly. Ly là một cô gái rất là năng nổ và bác. Là một, trong một cái cuộc vui nào đó thì Ly sẽ luôn là chủ bị mọi việc rất là chu đáo, có tinh thần trách nhiệm, làm việc gì là đang việc đó. Khi mà đã giao việc bạn là em cứ toàn yên tâm. Và có một cái nữa là về vấn đề tài chính thì Ly là một người rất là biết chi tiêu. Khi mà bạn đã bạn nhận được một khoản tiền đó, bạn tính toán được tất cả các khoản chi. Cho nên là nếu mà em cưới được người vợ như vậy á, là em sẽ rất hạnh phúc và em sẽ yên tâm tính ra tài chính cho vợ, cho bạn. Mở rào.